Ok anh em, chào tất cả anh em nhé. Tôi vừa mới nhập được đồ. Hôm nay đúng 20 tháng 11 buổi sáng này tôi nhập đồ. Hôm nay tôi làm mà đồ thì đến chiều hoặc là tối tôi sẽ alo cho các anh em. Khi mà có thì tôi làm trong vòng ngày hôm nay chắc là gửi tạm tạm. Thì anh em nào để lại số điện thoại trước thì tôi sẽ alo trước. Và tôi làm được bao nhiêu bộ thì tôi đã gửi cho anh em. Đây, tôi tin chắc rằng mấy cái đồ này này. Mấy cái đồ khóa này. Khóa linh rồi xốp rồi dây dù rồi lò xo. Anh em ai cũng có thể mua được và về tự làm. Cái đấy thì không nói, tôi nói vấn đề là cái lưỡi câu của tôi. Tôi giải thích anh em lần cuối cùng. Anh em đỡ thắc mắc tại sao cái bộ lăng xê của tôi lại đắt như thế. Tôi không cần biết ai các bạn khác bán bao nhiêu, các bạn khác có thể bán 30.000, 35.000, 40.000. Kệ các bạn. Tôi vẫn bán là 50.000 một bộ lăng xê. Lý do rất gì là đơn giản là cái bộ lưỡi câu của tôi, cái lưỡi câu của tôi không phải là ai cũng nhập được. Nó thực sự là Việt Nam không phải là ai cũng nhập được. Lưỡi câu của tôi không phải là các cái loại lưỡi lưỡi đồng thì nó có rất chi là nhiều loại, và cái loại lưỡi để mà câu thích hợp với cả lăng xê ấy, nó rất chi là khó để mà tìm ra được một loại. Vừa rồi thì nó bị cháy hàng khá lâu, thì tôi cũng có đi tìm hiểu ở một số cái tiệm đồ câu lớn của Hà Nội, rơi khoảng 6-7 tiệm gì đấy tôi tìm hiểu, và thực sự là để mà vỉ lưỡi chinu Nhật xịn ấy, thì gần như là không có, không tôi chưa thấy, và đồ của tôi nhập thì nó hoàn toàn khác. Và tôi thấy cái vỉ lưỡi chuni của tiệm đồ câu người ta bán bình quân là rơi khoảng, có tiệm thì 7 lưỡi, 8 lưỡi. 8 lưỡi, 8 lưỡi là ít nhất, và 10 lưỡi. Và có rất nhiều vỉ khác nó rơi vào khoảng tầm, có những cái loại khác như kiểu Daimyo rồi mấy cái loại, nhiều loại, nôm na là nhiều loại khác, nhưng mà chất lượng thì tôi có xem qua thử rồi, chất lượng thì chắc chắn là nó không thể bằng được cái loại này. Và cái loại nhập của tôi thì nó chỉ duy nhất có 6 lưỡi. Và của tôi là nhập đóng gói thẳng từ Nhật Bản chứ không phải là hàng khác. Đây anh em nhìn cái vỉ lưỡi này. Anh em nhìn cái vỉ lưỡi của tôi chưa? Đây là cái vỉ lưỡi của tôi. Tôi tin chắc rằng anh em kiếm cái vỉ lưỡi là rất chi là khó. Bởi vì tôi cái này là tôi nhờ thằng em nó nhập thẳng chứ không qua bất cứ một ai cả. Và cái vỉ lưỡi của tôi này, anh em nhìn này, nhìn các cái thông số này. Hôm nay tôi có đi tôi để ý ở các cái tiệm đồ câu rồi. Không có thông số giống của tôi. Và vỉ lưỡi đấy tất cả là đều là xuất xứ ở bên Trung Quốc hết. Không phải là lưỡi Nhật. Nó chỉ là cái mác của Nhật thôi. Anh em nhìn này. Tôi xin nhắc lại là cái vỉ lưỡi này anh em tìm rất chi là khó. Thực sự là rất chi là khó đấy, anh em nhìn thông số nó khác với cả anh em mua được đấy. Hôm nay tôi đã đi tôi kiểm vài hôm trước tôi đã đi để tôi kiểm tra rồi. Anh em nhìn này. Thông số này. Cái này là tiếng Anh, chắc tôi nghĩ là chắc là màu. Ở đây thì nó là tiếng Nhật, tôi nghĩ nó là màu vàng. Và đây số lượng. Số lượng của nó ở đây là chỉ có 6 lưỡi, chuẩn của nó là chỉ có 6 lưỡi anh em, thấy chưa? Mấy cái chữ tiếng Nhật này thì tôi không rõ lắm. Và đây ở cái góc này, nay tôi đi tôi để ý ở các cái chỗ quán đồ câu ấy, mấy hôm liền tôi đều để ý tôi đi tôi tìm cái vỉ này nhưng mà nó không có, nó toàn là đồ Trung Quốc hết. Còn tôi khẳng anh em nhìn này, nó là nôm na là tiếng Anh thì không biết lắm, nhưng mà biết là cái này nó sản xuất, cái này là của Nhật Bản này, và nó đóng gói, cái này là đóng gói tại Nhật Bản anh em nhớ. Cái này nó đóng gói tại Nhật Bản. Và số lượng của nó là chỉ có đúng 6 lưỡi. Nó ghi luôn ở đây này. Còn đây là cỡ. Tôi nghĩ sai. Sai đây tôi nghĩ là cỡ nó giống như kiểu quần áo thôi. Đó. Đấy anh em để ý này. Cái dưới này này. Đóng gói này. Sản xuất từ Nhật Bản này. Và đóng gói tại Nhật Bản luôn. Có những cái tôi đi tôi nhìn thấy đa số là những cái này. Nó đều là chữ khác, thứ nhất là chữ của nó khác và cái này thông số của nó cũng khác. Và cái đóng gói này thì toàn là từ Trung Quốc thôi. Còn cái anh em tôi khẳng định một năm mươi anh em một câu là anh em kiếm được cái đồ mà đóng gói tại Nhật Bản như này chắc chắn là Việt Nam rất chi là ít người có.
Bây giờ đây này, tôi cắt ra anh em xem nhé. Đây là tôi cắt hết ra rồi đây. Hôm nay tôi nhập rất là nhiều, tôi cắt ra rồi. Đây tôi nói với anh em để tôi cắt ra thì cho anh em xem. Cái lưỡi nó rất chi là nó cực kỳ chuẩn. Nó khác với cả các loại lưỡi khác. Lý do mà tại sao? Ví dụ bây giờ các bạn mua cái vỉ lưỡi nó 10 lưỡi, các bạn buộc các bạn bán có thể 30 40 nghìn, đấy là chuyện bình thường. Cái vỉ lưỡi của tôi một vỉ. Của tôi chỉ được duy nhất một cái lăng xê thôi. Anh em hiểu không? À, bây giờ tôi cắt tôi bóc ra này. Đổ hết ra nó chỉ có 6 lưỡi thôi. Đây nhá, đây một vỉ zin đi nhá anh em nhá. Này, chưa bóc tem tí nào này. Đây, bây giờ mới bóc này. Đây là cái vỉ zin này. Vỉ zin này, anh em này. Đấy. Một cái vỉ zin của nó anh em bóc ra này. Chỉ có 6 lưỡi thôi. Chuẩn chưa? Một cái vỉ của nó chỉ có 6 lưỡi. Chứ không có cái chuyện mà vỉ, ví dụ như bây giờ một vỉ tôi, ví dụ cái vỉ này là tôi lấy là 25 nghìn trên một vỉ mà nó 6 lưỡi. Mà các bạn khác lấy có thể 15 20 nghìn trên một vỉ. Hoặc là tôi không cần biết là giá bao nhiêu. Vừa rồi tôi cũng có đi tôi hỏi sơ qua hết rồi. Nó rơi vào khoảng tầm 18 20 nghìn một vỉ. Các cái vỉ khác, các cái loại lưỡi khác. Và lưỡi của nó thì các cụ bảo rồi, tiền nào của nấy. Đấy anh em này. Đây là lưỡi tôi cắt ra này. Anh em nhìn này. Được không? Đấy. Này. Đấy. Lý do mà tại sao cái bộ lăng xê của tôi được đắt đến như thế. Có nghĩa là nó 50.000 một vỉ lưỡi của tôi chỉ buộc được một cái lăng xê, duy nhất một cái lăng xê thôi. Đó. Nên là anh em tôi giải thích lần cuối cùng, mong anh em không thắc mắc lý do đắt hay rẻ nữa. Các cụ bảo rồi, tiền nào của nấy. Cái đồ này tôi khẳng định, cái đồ lưỡi câu này Việt Nam rất khó có người nhập được, trừ khi có bạn bè anh em thẳng ở bên Nhật Bản bảo người ta đi kiếm và người ta gửi về thì chắc chắn là được. Tôi là một thành phần như thế. Hôm nay người ta gọi đến ra nhận đồ, tôi ra tôi vừa nhận xong. Giờ mới khoảng hơn 9 giờ sáng thôi. Mới khoảng hơn 9 giờ sáng thì tôi làm đồ đến chiều hoặc tối thôi. Anh em nào có đồ thì tôi sẽ alo cho anh em. Đây, một anh em đến hóng hàng tôi mang về đây, vừa xong ngồi hai anh em cắt hàng xong đây. Đây nó khó nhất là cái lưỡi câu thôi nè. Đây. Ông cu em này đến phục kích, tôi bảo là có hàng phát là gọi luôn này. Đây bây giờ thì tí nữa tôi ngồi tôi buộc cho cô em này trước. Đó. Đấy tôi bảo rồi, các cái đồ khác thì anh em lấy rất chi là dễ thôi. Thế nhưng mà riêng cái đồ, cái lưỡi câu của tôi thì rất chi là khó nhập. Đây anh em này lên trên vừa rồi thì tôi cũng có tìm hiểu mấy cái loại của mấy ở trên mạng ấy. Cái loại lưỡi của tôi nhập ấy thì giá nó cũng dao động khoảng từ 22.000 rồi 25.000 rồi 30.000. Đây anh em xem ở đây có này. Đây này. Ví dụ như kiểu trên Sendo này. Đây này, chính là cái vỉ lưỡi này này. Nhưng mà ở đây nó cũng không giống của tôi. Tôi để ý rồi. Đây này, anh em nhìn mấy cái thông số ở đây này. Ở đây nó đều không giống của tôi. Tôi đã xem rồi và đây nó đều là đồ tàu này. China này. Nó không có đồ giống của tôi. Và ở đây nó bán giá là 3 vỉ 75.000, có nghĩa là 25.000 trên một vỉ. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Và tất cả các cái mảng này, mác nhãn này nó đều là của Trung Quốc. Còn của tôi nó khác. À, ok anh em, tôi xin nói ngắn gọn mấy cả giải thích thêm về cái lưỡi câu thế thôi. Còn ví dụ như kiểu người ta lấy 10.000 một hộp, 20.000 một hộp gì đấy người ta buộc. Trong khi đấy hai cái túi lưỡi câu của người ta có thể buộc được 4-5 bộ lăng xê thì nó lại khác. Đây có một túi lưỡi câu của tôi chỉ buộc được có một bộ lăng xê thôi. Nên là anh em thông cảm. Cái một bộ lăng xê của Thính Câu Lục làm xong nó sẽ như thế này. Nó sẽ đầy đủ tất cả móc khóa và xốp các thứ. Và một tờ hướng dẫn.
em. Và một cái tờ hướng dẫn câu lăng xê và trộn mồi. Và một tờ hướng dẫn câu lăng xê và trộn mồi câu lăng xê. Đấy, đó. Đây. Và là sẽ kèm theo khi mà tôi gửi lăng xê thì nó sẽ kèm theo một gói mồi tặng ấy. Mồi tặng để em câu thử. Câu thử để xem có lên cá hay không, mình có lên dùng hay không. Hôm nay là cái gói mồi thì đầu tiên là tôi tặng là chỉ để mục đích cho anh em câu thử thôi, để xem cái độ nhạy của lăng xê của tôi. Nói thật anh, lăng xê của tôi anh em lấy về mà dùng mà cứ làm theo đúng hướng dẫn của tôi, đảm bảo cá kiếc rất chi là ok, cả hơn chục cân chẳng vấn đề gì cả. Thực ra thì con cá to nhất mà tôi câu được ở cái bộ lăng xê của tôi là nó là 11 cân 3. Thế còn con to hơn thì chưa được. Đấy. Nên là tôi cũng không dám nói ăn to nói lớn nhiều. Đây anh em thì rơi vào khoảng bây giờ tôi 10 giờ, 10 giờ 11, 12, 13, 10 giờ 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tôi buộc khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ. Thì khoảng đến 5 giờ chiều hôm nay thì tôi sẽ alo cho các anh em. Đã để lại số điện thoại đấy, còn anh em là muốn lấy cứ để lại số điện thoại cho tôi. Tôi sẽ gọi alo và tôi hỏi địa chỉ và tôi chuyển cho anh em thế thôi. Còn trong quá trình câu kéo mồi miếc như nào anh em thắc mắc gì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Anh em thông cảm cái là tôi rất chi là ngại nhắn tin. Thế là anh em làm ơn gọi điện giúp. Và anh em lấy thì cứ để lại số điện thoại. Tôi sẽ liên hệ trực tiếp. Đấy hôm qua anh em hôm qua tôi đi câu lăng xê đấy. Thì được con mè đấy thì anh em thực ra nhìn thì nếu mà anh em nào đi câu quen ấy thì nhìn khi mà so sánh với cả cái chân ấy thì mới biết là con mè nó to hay không. Thế còn cái lúc dòng thì nhìn thấy nó cũng to, thế cho một vợt thì tôi về tôi cân được 4 cân 6. Tất cả cái lưỡi mà cái lúc mà hôm qua mà vừa câu xong ấy tôi bỏ lên cho anh em xem đấy, không có bất cứ một vấn đề gì cả, mà lưỡi rất chi là nhỏ. Đó. Anh em cứ làm theo đúng hướng dẫn của tôi là ok. Rồi chào anh em. Khi mà anh em mà lấy cái lăng xê để lại cho tôi số điện thoại, tôi sẽ tự động liên hệ. Ok anh em.